Ngọc sẽ ứng dụng cái kiểu chơi dành cho bài Lại Gần Hơn Anh. Bài này thì mình sẽ chơi xen kẽ của bolero và rumba luôn. Thì Ngọc đề xuất đó là đoạn phiên khúc mình sẽ chơi kiểu số 5 của bolero, đó là kiểu này. Nó cũng mang hơi hướng rất là nhẹ nhàng cũng như là chậm rãi và buồn, cho nên là chúng ta có thể chơi bolero 5 và cho bài hát mà mình muốn chơi nó rumba vẫn được. Và cái đoạn phiên điệp khúc của bài này là em ơi nhớ nhé, thì đó Ngọc sẽ chơi qua rumba kiểu số 1, đó là vậy. Mọi người sẽ xem lại những video kiểu đệm để mà nhớ lại cái kiểu đệm này. Và bây giờ mỗi ô nhịp như vậy thì mình sẽ chơi được một vòng của bolero hoặc rumba. Và thì bây giờ Ngọc sẽ thử vừa đàn vừa hát và cho mọi người cái cách nhìn vào cái bài này. Và ở bài này thì mình cũng có thể lấy cái kiểu intro của bolero 2 để mình có thể intro cho bài rumba vẫn được. Bây giờ bài này mình sẽ intro như vậy. Bấm của tay phải có đô thăng mi la, thay vì đô mi la là la thứ thì mình sẽ bấm đô.